Để tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sáng nay tại chùa Hoàng Xá, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên đã tổ chức lễ cầu siêu trước di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trước buổi lễ, Đại đức Thích Minh Thông, trụ trì chùa Hoàng Xá đã đọc thư chia buồn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần. Thư chia buồn nhấn mạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một trí tuệ lớn, nhà lý luận, lãnh đạo kiệt xuất trong thời đại Hồ Chí Minh. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gần gũi, sâu sát với nhân dân, là tấm gương tiêu biểu cho mẫu người cộng sản chân chính, luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Trước đó 2 ngày, khu nhà linh của chùa cũng đặt bàn thờ để người dân Phật tử tới viếng Tổng Bí thư. Lễ cầu siêu diễn ra trong gần 1 giờ. Theo Đại đức Thích Minh Thông, việc tổ chức cầu siêu được thực hiện theo đúng nghi lễ Phật giáo như một cách bày tỏ lòng thành, tri ân những đóng góp cho đất nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khu vực tưởng niệm Tổng Bí thư tại chùa mở cửa trong 2 ngày quốc tang, tạo điều kiện cho người dân đến thắp hương tưởng niệm. Trong Đạo Phật đã nói thì trong cái tứ trọng ân có cái ân mà Đức Phật nói rất rõ là ân Tổ quốc và ân các vị quốc gia xã tắc dân tộc. Thì mình có được cái cơm no áo ấm ấy, có ngày hôm nay thì mình cũng nhờ một công lao to lớn của các vị lãnh đạo Đảng nhà nước đã hy sinh cho Tổ quốc, cho dân tộc. Thì cái buổi cầu siêu buổi sáng ngày hôm nay thì chứa đựng trong cái tấm lòng của với cá nhân tôi và đồng bào Phật tử luôn luôn là để cầu nguyện chư Phật gia hộ cho anh linh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục hộ quốc an dân.